nem với bánh xèo chung á, nem nướng với ram với bánh xèo, cho mọi người xem bánh xèo tôm thịt với cái này mình xin thêm nha mọi người, ram với ram đây. Hơi gần quá thì mọi người không thấy á. Còn này nem nướng người ta cắt ra, nãy mình có quay khúc đầu bánh chén à, cái này này để mình để một xíu cho kệ đi, cũng như một xíu nè, mình cho mọi người xem rau nha. Đây củ rau chất lượng mọi người, nhiều kinh khủng luôn đúng không? Mời mọi người ăn với mình đi. Giờ thì mình cuốn mình ăn bánh xèo trước đó mọi người. Bánh xèo là mình ăn rau này. Cuốn được qua đặc biệt thịt. Bực quá trời. Nằm yên cho người ta cuốn. Đó là rau của người ta ấy. Lạc nữa. Mình quên mua xoài mọi người, mình thích ăn xoài. Mời mọi người nha. Ủa, hôm nay tôm được chả. Cái mình cho mọi người xem hai loại bánh tráng. Ăn nem nướng với ram chẳng hạn bánh xèo, người ta cho mình nè. Lọt quá. Này thì mình ăn xà lách này nha mọi người. Còn nãy cái kia thì ăn xà lách kia. Cái này là ram á mọi người. Ta kêu là chả ram. Này thì mình ăn cái này là mọi người. Mọi người nha. Này cay lắm mọi người. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Mình cũng có này nữa mọi người, rồi mình tắt clip ha. Mình cũng cái nem nướng nữa cho mọi người xem, là nem nướng nè, nướng xèo. Mình có thể ăn dưa chua mà mình không thích củ cà rốt đó mọi người, không biết sao. Nem nướng mình thích nem nướng, cái mình cũng thêm cái bánh phồng vào. Hai mọi người, thường xin thêm bắp chuối nữa nè. Hôm nay mình không ăn khoanh với giò nữa mà mình ăn xương nạc á. Cái này là huyết, cái này là chả cua. Hôm nay mình ăn tô thường. Cái này là da heo á mọi người, như màu sao làm vậy cho đẹp. Cái này là chả chả, chắc chả bò, tại kia là chả tôm mà. Cái này là miếng gân. Mình thích mấy thịt nạc mỏng vậy nè mọi người, dễ ăn. Nhìn thịt trắng đậm,
Rồi hát tôi dùng gì không? Ở đây đủ không nhá, có gió. Rồi đặt lên chung không chị? Rồi đây đặt lên chung không chị? Ba đo đặt lên chung ngon lắm mọi người. Có giò không chị? Lấy móc này, lấy móc. Em về khói đây. Một con, một móc, một cặp kia. Mình ăn hoài mà thịt không hết luôn mọi người. Mọi người thấy mềm không? Mình thích cục này. Ngon. Mình ăn nãy giờ mà thịt còn nguyên lắm mọi người, tưởng không giảm đi luôn.
cứ thấy bún ít mà thịt giả mang. Cũng nghĩ là chỉ bán thịt thôi á. Này bây giờ mình phải chuyển từ từ. Cái này da heo mà. Để mình ăn nha mọi người. Bye bye.